Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay thì đến với cái trang YouTube của tôi á, thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một cái dụng cụ dùng để cho anh em chơi cái bộ môn bầu cua hay cho tài xỉu, nó rất là ok và hiệu quả ha. Đó là những cái biến thể của nó thôi. Đây là xin giới thiệu với anh em, đây là những cái nắp và những cái thùng camera dùng để cho anh em chơi tài xỉu và bộ môn bầu cua, thì chơi nó rất là ok. Ok, ở đây là mình chơi thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần đưa cái nắp vào là mình sẽ quan sát được ba cái hộp ở bên trong đó là cái gì, là mình chơi là đánh một chuẩn xác 100% nha. Đây tôi giới thiệu với anh em, đây là cái nắp tài xỉu camera không tan. Không tan ở đây là không phải là anh em đập ra không có gì anh em, mà không tan ở đây là có nghĩa là anh em có thể thử đèn lát á, và 500 là nó không hít là có thể qua được ha, là mình thể chơi. Chứ không phải là nói bật camera mà nó đập ra không có gì, đó là bậy nha anh em. Đó, anh em lưu ý. Đây nắp là tôi làm sẵn nè, đây thì nắp có một xị nè, có một xị màu đỏ. Còn anh em thích chơi cái nắp nào thì cứ đem cái lên thì tôi sẽ làm theo cậu. Ví dụ như những cái nắp này là cái nắp màu xanh hay là cái nắp bình xịt sơn, là bên cơ sở tôi đều có được hết nha. Nên có nhu cầu gì thì cứ liên hệ theo số điện thoại này, tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho anh em. Bây giờ tôi giới thiệu cái nắp này, cái này là cái mẫu mới này, nên nó là nó sẽ nhẹ hơn cái mẫu cũ. Nó giờ công nghệ tiên tiến rồi, tại đây tích hợp với công nghệ sạc không dây luôn này, nó không cần đổ kim rườm rà. Ngày xưa những cái loại xưa thì nó gắm hai cái kim thế này nè, anh em kẹp vào thì vậy thì nó sẽ có lỗ, hai cái lỗ ở đây, thì cái đây thì không có nha, anh em chỉ cần để bệ lên đây, để đó là tự nó sạc à, rất là đơn giản thôi. Thì là nắp này thì anh em có thể thử đèn lát được, thử xuyên qua được nè, ha, này, anh thấy không? Đây không? Là anh em có thể thử đèn qua, vô tư ha, anh em bỏ 500 vào là không thích rồi. À đây là cái loại nắp cắt ngắn này, thấy không? Là đều được hết. Đây là cái loại nắp nắp nhỏ này, nên cơ sở tôi có hết nha anh em. Rất là ok, anh em có thể quấn băng keo hoặc không quấn băng keo gì đó tùy thích cho anh em, thoải mái ha. Bây giờ tôi sẽ test thử với anh em, chơi cái bộ này rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần luồn cái nắp này vào là chơi được này. Rồi cầm cái màn hình này thì cái khoảng cách đây là bộ thường nên nó là khoảng cách từ 5-7 mét thôi ha, 5-7 mét là anh em chơi được sẽ rất ok rồi. Còn anh em nào muốn xa hơn 5 cây số, 10 cây số gì đó thì anh em cứ liên hệ theo số điện thoại nè 079 791 243, tôi sẽ tư vấn cho anh em cái bộ đó thì nó xuyên không gian và thời gian luôn, anh em đứng khoảng cách 100 cây số vẫn xem được và báo về cho cái fan của anh em ở trong sòng chơi vẫn rất ok đó. Anh em chỉ cần đưa cái nắp này vào và cầm cái màn hình ở nhà là anh em biết được đó ở trong đó là cái gì và báo là cho cái người fan của anh em ở trong sòng, nó rất là đơn giản thôi đó. Cái bộ đó thì bộ cao cấp nên nó là anh em có nhu cầu cái bộ đó thì cứ liên hệ theo số điện thoại tôi sẽ tư vấn cho anh em nha. Đây giờ test thử anh em xem. Cái này vài ván này. Anh em chỉ cần bấm cái này là nó sẽ lên này, thấy không? Nhìn thấy rất là rõ ha. Nè. Rất là rõ ha. Đây, tôi test thử anh em vài ván này. Nè, mình chỉ bật cái bấm đây này. Nè, 441 này, tại vì nó qua cái màn hình này nó hơi mờ, anh em thông cảm một tí. 441 này, 100% 441 này. Thấy không? Ngày xưa thì anh em, những anh em nào chơi nắp cam rồi đã biết rồi, cái mặt đỏ này á, thì rất là khó thấy nha, mặt đỏ này rất là khó thấy, nhìn những cái loại cam thường không thể thấy được đâu, đây là dùng cam màu nên nó là thấy rõ lắm, rất là rõ nè. Đây tại vì qua cái camera nên hơi mờ thôi, nhưng đây là nhìn rất là rõ này, thấy không, 441 này đó, nên nó là anh em thấy rất ok nè, rất nhẹ cái là đã có 246 này, 246 nha, 100% 246 246 này, dở. Thấy không? Rất ok đúng không? Đánh thế này xem mà thua được. Anh em đánh nút cũng được nữa, nó chỉ đánh tài xỉu. 553 này, thấy không? 553 đó thấy không anh em? Rất là rõ ha. 553, dở này. Rất là ok ha, chuẩn xác 100% luôn. Cái khoảng cách kết nối thì khi nào anh em mua cái bộ này thì đứng khoảng cách từ 5 tới 7 mét thì anh em có thể lựa chọn thêm cái thiết bị báo rung. Báo rung á. Rung thì ví dụ như là rung ngắn, rung dài gì đó thì anh em có thể bấm về cho fan của anh em trong sòng là anh em có thể chơi được.
nói về cái cách chơi hay là cái cách sử dụng như thế nào á, thì anh em theo cứ liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình đó, tôi sẽ tư vấn cho anh em ha, tôi test cho anh em vài cái nữa. Còn những anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ này thì để vui chơi á, thì cứ liên hệ và ghé qua trực tiếp với cơ sở gần ở chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh và bến xe miền Đông đó, thì anh em có thể sở hữu cái bộ nắp này rất là đơn giản ha. Ví dụ như những cái nắp mà tôi làm sẵn thì anh em lên chỉ cần lấy luôn. Còn những anh em nào mà chơi cái nắp đặc thù vùng miền quá đó, anh em đem cái nắp lên đó, thì phải có thời gian một tí nha, anh em cứ đem buổi sáng lên rồi chiều lấy, rất là đơn giản ha. Đây giờ test thì em vài ván này đó, lật ha. Cái này đó là nó sẽ vừa sử dụng cái relay tự động nha, là có nghĩa là mình lắc cái vào từ 5 tới 5 giây đầu á, là anh em bấm nó sẽ xem thấy này, 346 này, ha, 346 này anh em rất là rõ, 346 này dở này, thấy không? Đánh này sao mà trật được đó. 361 361 thấy không, 361 của tài này, cho một cái tài dở 10 nút 361 à, 361 là 10 nút mà. Đây là 5 6 4 4 5 6 này, 4 5 6 quýnh tài đúng không anh em, 100% đúng là tài này, 100 triệu tài luôn, thấy này sao mà thua được. À, rất ok ha. Đó, anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ tài xỉu nắp camera này không tang này thì hãy liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình này, 079 791 túi 3, tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho em ha. Một cái biến thể của cái nắp camera này là có một cái làm bên cái nắp cái thùng bầu cua đó anh em có thể chơi tài xỉu và bầu cua như cái phần nào tôi giới thiệu đó, anh em có thể chơi được bằng cách là chơi cái nắp này. Đây thử test thử cho anh em xem luôn, cái nắp này cái thùng mà tôi làm sẵn này, đây thùng bầu cua camera, tất cả những cái vật dụng mà anh em chơi á mà có thể gắn camera thì anh em có thể liên hệ và đặt hàng bên cơ sở tôi đều làm được hết nha anh em. Đây là ví dụ, đây là cái thùng camera thùng B đó anh em, thùng B trắng hay là anh em có thể thùng B màu này, bên cơ sở tôi đều có làm hết nha. Đó, thấy không? Rất là đẹp, nhìn thế này ai mà biết cái thùng camera đâu, chơi rất ok, anh em lắc cái trong đó là sẽ biết được ba con gì trong đó nè, thử này, hộp của người ta hết dễ của người ta, anh em đưa cái thùng này vào và mà lắc được chơi được coi. Nào, gà bầu cua này, gà bầu cua này đó anh em rất là rõ, tại vì quá cái nè thử lại nè, tôm tôm gà này không, tôm tôm gà này, đúng không, nhìn rất là rõ đúng không anh em, tôm tôm gà nhìn thế này sao mà chặt được, thấy không? Những cái vật dụng camera này chơi thì sẽ rất ok, bây giờ sử dụng cái công nghệ mới nên nó rất là rõ và nhẹ, cua cua gà nó rất hay về cặp ha, hộp được tự làm đấy, hộp giấy làm đó rất hay về cặp. Đây là có con cua và tôm và trong nó bị trong kẹt rồi, nhìn không thấy ha, chấp nhận anh em đánh một con đủ mệt mỏi rồi, thấy hai con rồi chơi sao lại ha, rất ok ha. Nhìn thấy con cá này, hai con bầu đâu, hai con cá và một con bầu chứ, hai cá một bầu, hai cá một bầu, 100% này hai cá một bầu dở ha, rất hay về cặp đó. Rất ok đúng không? Là anh em có thể chơi cái thùng cái thau gì đó đều được hết nè. Chơi cái gì đó thì sẽ có cái đó thôi. Nè, tôm, tôm nai. Hai con nai và một con tôm. À, hai nai và một tôm, dở nè. Đánh thế này nhìn thấy bất thường, này nhìn thấy sao mà thua được đúng không anh em? Rồi anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những cái sản phẩm thùng thau camera này thì hãy nhanh tay liên hệ và đặt hàng bên cơ sở của tôi để làm trong cái kịp trong ngày lễ Tết để anh em vui chơi nha. Rồi mọi thắc mắc gì đó thì cứ liên hệ theo số điện thoại 079 791 túi 3, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn thêm cho anh em nha. Rồi một nửa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo của tôi, xin chào.